Những ngày qua, thị trường điện máy trên địa bàn thành phố Bến Tre đã có nhiều khởi sắc trở lại sau mua sắm cao điểm dịp Tết Nguyên đán nhờ nhiều chương trình ưu đãi giảm giá thu hút khách hàng. Dù trên địa bàn tỉnh Bến Tre có những đợt mưa đầu mùa, nhưng năm nay do thời tiết nắng nóng kéo dài nên nhu cầu các sản phẩm làm mát vẫn còn khá cao. Sản phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Toshiba, LG, Aqua được cải tiến về mẫu mã, kiểu dáng, công nghệ hiện đại, được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Thái Lan với giá cả và chương trình ưu đãi hợp lý nhằm phục vụ cho nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Tại siêu thị điện máy Nguyễn Kim, từ tháng 5 đã đồng loạt triển khai thực hiện các chương trình khuyến mãi giải cứu mùa nóng, máy lạnh ưu đãi khủng. Cụ thể, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6, khi mua máy lạnh Daikin sẽ quay số may mắn trúng ngay 1 tỷ đồng hoặc máy lọc không khí. Từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6, khi mua máy lạnh Aqua có cơ hội nhận quà tặng như túi sách cao cấp iPhone 14 Pro. Để thu hút khách hàng, doanh nghiệp còn miễn phí công lắp đặt và sẵn sàng hỗ trợ mua hàng trả góp 0% cho khách hàng. Tôi là một trong những cái khách hàng rất là thường xuyên ở cái cửa hàng điện máy Nguyễn Kim. Thì đây có những cái mặt hàng điện máy lạnh gia dụng rất là tốt, phù hợp cho gia đình. Thường các cái sử dụng máy lạnh, quạt, dụng cụ phương tiện gia đình khác thì thấy rất là tốt. Cái chỗ cửa hàng Nguyễn Tiên Kim thì có rất là phong phú nhiều cái mặt hàng rất phù hợp với trang bị cho gia đình của mình, đặc biệt là chỗ mùa nóng. Theo chia sẻ của các chủ cửa hàng trên địa bàn tỉnh Bến Tre, sức tiêu thụ hàng hóa điện máy có khởi sắc hơn trong đầu mùa nắng nóng, chủ yếu là các mặt hàng có giá tầm trung. Ngoài thị trường thiết bị làm mát, theo nhận định của các cửa hàng điện máy, bước vào mùa mưa thì thị trường máy giặt sẽ là mặt hàng được người dân ưa chuộng. Vì vậy, các cửa hàng sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình khuyến mãi như tặng kèm sản phẩm, hỗ trợ miễn phí vận chuyển, giảm giá trực tiếp khi mua sản phẩm nhằm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng. Hiện nay, bên cạnh giá cả, các siêu thị điện máy còn chú trọng đến chế độ bảo hành, các dịch vụ mua sắm online, tư vấn và chăm sóc khách hàng, hỗ trợ đổi trả trong vòng 30 ngày nếu lỗi từ nhà sản xuất. Xem đây là một trong các yếu tố để cạnh tranh và thu hút khách hàng. Thì ở Nguyễn Kim thì có rất là nhiều chính sách như là trả góp, là đổi trả rất là tốt cho khách hàng. Và em cũng có mua rất là nhiều sản phẩm ở đây. Lúc trước đây thì em gia đình thì sử dụng bên quạt máy, nhưng mà sắp tới đây thì đang tìm hiểu các dòng sản phẩm về máy lạnh ở Nguyễn Kim để mình có thể sử dụng cho gia đình. Thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong mùa nắng nóng kéo dài, các cửa hàng siêu thị điện máy trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện hàng loạt chương trình khuyến mãi giảm giá với nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm kích cầu tiêu dùng, tạo sự cạnh tranh để phát triển thị trường điện máy.